Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Rồi, với bản cập nhật mới thì khi các bạn vào cái chỗ bộ sưu tập phòng trưng bày ma quái thì các bạn sẽ thấy một cái tính năng này ha. Đó là kho khả năng. Các bạn sẽ thấy một cái cái này và ở móc 9, móc 18, móc 36 thì chúng ta sẽ nhận được ba cái thẻ. Móc 9 thì chúng ta sẽ nhận được cuộn tấn công tùy chỉnh, móc 18 sẽ là cuộn phòng thủ tùy chỉnh và móc 36 sẽ là cuộn level tùy chỉnh. Với cái cuộn level này sau khi kết thúc cái đi sau khi chúng ta kết thúc đi cái phòng trưng bày thì các bạn có thể chọn được một cái bút là tăng level cộng 1 các bạn khá là ngon rồi về cơ bản cái tính năng này các bạn thì các bạn bấm vào kho hàng thì các bạn sẽ xem là các bạn hiện tại đang có bao nhiêu cuộn tấn công tùy chỉnh bao nhiêu cuộn phòng thủ tùy chỉnh hoặc là cuộn level tùy chỉnh ở trong này ok rồi tuy nhiên cái chức năng này nó khá là phức tạp và mình thấy trên group có một bạn tên là Phạm Hoàng Long có xe thì cái xe này thì mình xin chia sẻ lại các bạn nhưng mà mình thấy bạn này xe xong ở dưới có rất là nhiều người vẫn không hiểu, vẫn hỏi chấm hỏi chấm tùm lum các bạn ha. Thì ok, chúng ta sẽ đi từng bước rồi chỗ nào các bạn thắc mắc thì mình sẽ giải thích thêm nha. Đầu tiên về cách thức hoạt động. Khi sử dụng thẻ vàng tới các mốc này, 9, 18, 36 bạn sẽ được trả lại các thẻ chọn kỹ năng, phòng thủ, tấn công và cộng một level và số lượng thẻ được xài trong một vòng chế cổ vật tùy vào cấp VIP của thẻ đặc quyền các bạn tùy vào cấp vip của thẻ đặc quyền thì uh, tức là nếu mà cấp vip càng cao thì khi mà các bạn bấm vào cái móc chính này móc 18 hoặc móc 36 thì nó sẽ nhận được nhiều hơn so với mình là không có cái vip nào kiểu vậy các bạn ha rồi có một cái thắc mắc là rất là nhiều bạn thắc mắc các bạn đó là các bạn kêu là cái này chỉ có một vòng duy nhất hay là nó có nhiều vòng thì mình đã lóc vào cái con gà ạc uh, Garion và mình phát hiện ra nó không phải có một vòng các bạn Ví dụ các bạn xài 72 thẻ thì nó sẽ đi hai vòng, nó sẽ reset lại ha. Hết 36 nó sẽ reset lại về một rồi nó tính lên 36 tiếp. Như vậy thì với việc là các bạn xài 72 thẻ thì các bạn cấp VIP không nha. Thì các bạn sẽ nhận được hai cái thẻ level cộng 1. Đó các bạn có thể hiểu như vậy. Tức là cái này nếu các bạn xài càng nhiều thì nó sẽ càng cho ra nhiều thẻ tấn công, phòng thủ hoặc là level cộng 1. Rồi. Tiếp tục các bạn. Ở các móc sử dụng thẻ vàng, tức là chúng ta sử dụng bùa vật tổ màu vàng á ở mốc 20 nè, 40 nè, 80 sẽ kích hoạt cấp tương ứng 1 2 3 trong bút khám phá và cấp 1 là xài một thẻ vàng chắc chắn sẽ ăn được một dòng đỏ nhưng lưu nhớ lưu ý nha. Cấp 1 thì xài một thẻ vàng chắc chắn sẽ được một dòng đỏ. Cứ thế áp dụng lên với cấp 2 và cấp 3, cấp 2 là hai dòng đỏ và cấp 3 là ba dòng đỏ. Như vậy có khi các bạn xài được tới 80 cái bùa lợi vật tổ vàng thì các bạn sẽ ăn được cấp độ 3. Các bạn xài một thẻ vàng sẽ là 3 dòng đỏ như vậy các bạn xài 3 thẻ vàng thì chắc chắn các bạn nhận được một cái cổ vật, một cái bộ sưu tập sẽ là 9 dòng đỏ của pin Rồi. À, ở cái thứ hai đó là cách xài thẻ vàng hợp lý. Rồi, bạn này bạn có nêu là chúng ta sẽ auto giữ lại thẻ level cộng 1. À, Sau đây các bạn giữ lại thẻ cộng một slot tức là cái thợ xây kỳ tích. Cộng 1 slot là cái thợ xây kỳ tích nha bạn nào chưa biết thợ xây kỳ tích thì nó là cái này tại vì bạn để bài đăng bạn để kiểu vậy nếu mà chúng ta để thêm hình ảnh vào nữa thì các bạn sẽ dở hình dung hơn chúng ta để hình ảnh vào nữa thì chúng ta sẽ đây cái này là thợ xây kỳ tích nè các bạn cái hình này là gọi là hình thợ xây kỳ tích ha cái hình mà mình vừa bấm vô cái đó là thợ xây kỳ tích và hiện tại mình chưa có mình chưa trang bị được cái này các bạn thợ xây kỳ tích đó đây là một cái bùa vật tổ vàng mà chắc chắn các bạn nên giữ lại để các bạn xài tiếp tục đó là chúng ta sẽ giữ lại cái cộng một level tức là cái này tức là cái bù lợi vật tổ này các bạn đây cộng một level hai cái là thợ xây kỳ tích cùng với cộng một level là các bạn luôn luôn để dành lại khi nào cần thì chúng ta mới xả ok rồi nào chúng ta lên được bút khám phá level 2 hoặc level 3 thì mới xài ý bạn là khi nào các bạn xài được tới lên tới bốn chục cái bù lợi bù vật tổ vàng hoặc là tám chục cái bù vật tổ vàng thì chúng ta mới xài cái level cộng 1 và cái cái gì các bạn là chúng ta xài cái uh, thợ thời xây kỳ tích và cái level cộng 1 ý nghĩa của cái câu này là vậy nha ok rồi, ở đây thì bạn có nốt thêm một ý nữa đó là xả thẻ vàng theo riêng lẻ, tức là chúng ta sẽ không có tích mấy cái thẻ vàng, có một vài cái thẻ vàng mà nó vô dụng không phải là cái thẻ thợ xây kỳ tích, cũng không phải là cái thẻ mà không phải thẻ xây kỳ tích, nó cũng không phải là cái thẻ cộng một level thì các bạn cứ tích hoài đó thì nó cũng sẽ không có tác dụng ha với tính năng này khi mà các bạn xài nó sẽ kích hoạt móc do đó thì chúng ta sẽ xả những thẻ vàng riêng lẻ luôn các bạn ví dụ như chúng ta đang xài bút khám phá level 1 thì chúng ta sẽ xài một cái thẻ vàng cộng hai cái tím hoặc là tùy ý nói chung là thẻ vàng tím xanh gì đó để chúng ta đi và chúng ta sẽ hạn chế xài ba vàng cùng lúc tại vì chỉ level một thì chắc chắn nó ra một dòng đỏ thôi các bạn đó, ý bạn này là vậy, tức là chúng ta sẽ xài liên lẻ những cái thẻ vàng cùi cùi kia để chúng ta xả để chúng ta nâng cái bút khám phá của chúng ta lên level 2, level 3 tương ứng với mốc 40 thẻ vàng đã tiêu hao hoặc là 80 thẻ vàng đã tiêu hao nha. Rồi, cái ý cuối cùng đó là ép thẻ thì bác này bác khuyên là chúng ta sẽ ép thẻ xanh lên thẻ tím và từ thể tím lên thị vàng tại vì bây giờ các bạn thấy tầm quan trọng của thể vàng rồi ha chúng ta sử dụng thể vàng nó sẽ nâng cái bút khám phá cùng với nó có ăn mấy cái mốc mà nó trả lại những cái thẻ tấn công thẻ phòng thủ thẻ tùy chỉnh level cộng một rất là ngon như đó thì từ giờ trở đi khi mà các bạn đi cái này các bạn sẽ chú ý là các bạn sẽ ép thẻ xanh lên thẻ tím thử tím lên vàng nha các bạn để dành để chúng ta đi để chúng ta kích hoạt các mốc như vậy khá là ngon ok thì mình thấy bài đăng này nó cũng khá là ổn các bạn khá là chi tiết Tuy nhiên mình kéo xuống phần bình luận thì mình thấy rất là nhiều bình luận không hiểu nha Bạn hỏi nè bình luận thắc mắc đầu tiên lúc nãy mình đã giải thích nha các bạn cho mình hỏi là móc 9 18 6 là được mấy vòng vậy nhỉ một vòng là xong hay là có reset hay sang vòng tiếp theo thì bác nói bác lại có trả lời là có reset giống như mình đã trả lời ha các bạn rồi còn các bạn Thái uh thái tự lão thì bạn kia là tính ra cái này phải nạp mới được vé quay đúng không nhỉ không thì phải mua bằng kim cương trong shop thì chúng ta mua bằng kim cương trong shop không thì phải nạp là chắc chắn rồi các bạn tại vì cái bộ sưu tập này nó rất là xịn rồi ông nội kia thì chả hiểu gì hết afk à, phức tạp vậy ra đúng là rất đau đầu bạn kia thì trả lời là đau đầu vẫn chưa hiểu cái này lắm kha ok rồi thêm bạn minh dũng ngô lại kêu nói thật không hiểu gì luôn á ai giải thích ngắn gọn giúp tôi với rồi chơi game đã xả stress mà nó còn sáng não thôi em lại nó lộn cái ốc Hồi đó tưởng vô dụng nên rôn tào lao hết, giờ không có cuộn nào để rôn. Đọc xong cũng không hiểu. Có cách nào đã tối ưu cho người chơi hệ F2 Play đến mức mà không có kim cương mua gậy trong shop không pro. Chắc chắn là phải mua kim cương trong shop rồi. Chắc chắn là phải mua kim cương trong shop rồi. Mua cái cái gậy trong shop các bạn. Dạo đây ngày nào mình cũng phải mua gậy. 3 ngày chúng ta mua được 9 gậy. Tới ngày thứ tư thì chúng ta sẽ đủ quay một lần. Rồi bạn Hoàng Nam là nói chung sau khi đạt mốc mỗi cái cổ vật được chọn một dòng đỏ cong một dòng thủ lên 36 thì auto cấp level đúng không các bác nói chung là có một cái một cái duy nhất thôi các bạn đó nói chung là các bạn đạt móc tiêu hao 9, 18, 36 thì chúng ta sẽ được mỗi cái một thẻ nó có các mốc nó có thể nhiều thẻ hơn để mà các bạn mua thêm cấp vip ngay chỗ mà cái đó nó thể hiện nha ở đây nó có chỗ nó có cái này nè thể đọc thể đọc quyền này các bạn khi tiến trình nhiệm vụ chính trong bút khám phá, bạn sẽ nhận thêm một mảnh của cuộn phòng thủ tùy chọn. Khi tiến trình đạt 18 trong bút khám phá, bạn sẽ nhận thêm một mảnh của cuộn tấn công tùy chọn. Khi tiến trình đạt nhiệm vụ 36 trong bút khám phá, bạn sẽ nhận thêm một mảnh cuộn tấn công tùy chọn. Đó, đây là khi mà các bạn nạp VIP, các bạn kích hoạt cái này lên thì các bạn sẽ có thêm những cái phần thưởng như vậy. À, nó sẽ không có thêm cái cuộn level tùy chỉnh các bạn. Ác kìa ha. Các cuộn tấn công, cuộn phòng thủ chứ nó không cho thêm cái cuộn level. Cuộn level mất 36 chỉ có đúng một cuộn duy nhất tính ra nạp nó cũng không ngon các bạn nạp mà nó vẫn keo ha tính ra nạp nó vẫn keo nó vẫn giữ lại nó vẫn giữ lại chứ nó không có có cho hẳn cho chúng ta luôn hai cái level mình tưởng đâu nó hào phóng nó cho luôn cái hay hai cái level chứ cái level nó vẫn giữ lại móc 36 mới được một cái như vậy xài 72 cái chúng ta mới được hai cái thẻ level cộng ừ. Uhm. rồi về cơ bản thì đây là một cái tính năng mà nhân phẩm rất là nhiều các bạn Hôm trước mình có đăng cái gai hướng dẫn Mình có đăng cái gai hướng dẫn cho các bạn đi cái này Nhưng mà mình đang làm theo gai bên ạc, bên server test Hoặc là cái ạc Garidon thì nó ra rất là phê Nói chung là kết quả rất là mãn nhãn các bạn ra được một món gần như là full option Tuy nhiên khi mình gom góp một đống vé Mình đi bên cái ạc chính của mình thì fail Nó fail ngang luôn các bạn Cây, mà đi nhà chính của mình thì nó bị fail tất cả gom gấp mãi cuối cùng mình không được một món level 3 các bạn tính là chính của mình từ bữa ra sự kiện tới giờ mình chưa được một món nào level 3 quá thảm so với quy định ha hạt bên xe và test của mình thậm chí nó còn được một món level 3 món sụp bột level 3 khá là ngon còn bên hạt chính của mình thì kể cả một món mình cũng chưa được các bạn quá cùi Ok thì về vấn đề liên quan tới cái chức năng mới của cái bộ sưu tập phòng trưng bày máu quái thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha Xin chào tạm biệt Bye bye